tường chắn lũ di động tại Grand Áo hoạt động như một lá chắn linh hoạt. Hệ thống gồm một phần móng cố định và các tấm chắn di động có thể nâng lên để tạo thành một bức tường cao tới 4,6 mét, bảo vệ khu vực khỏi những trận lụt lớn. Là kết quả của một dự án lớn kéo dài gần 20 năm và tiêu tốn 8 tỷ đô la, hệ thống Moose tại Venice đã trở thành một biểu tượng của công nghệ chống ngập hiện đại. Với 78 cửa ngăn khổng lồ được bố trí thành 4 hàng rào, hệ thống này có khả năng ngăn chặn hoàn toàn nước biển tràn vào thành phố. No Flood Anti-Flood Barrier là một giải pháp cách mạng thay thế hoàn toàn các phương pháp truyền thống như là bao cát hay đê quai. Hệ thống này dễ lắp đặt, chi phí thấp và hiệu quả cao trong việc kiểm soát lũ. Cửa ngăn lũ Floodgate là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi ngập lụt. Chỉ với 5 phút lắp đặt, bạn có thể yên tâm rằng ngôi nhà của mình sẽ được bảo vệ an toàn. Self-Closing Flood Barrier là một hệ thống cửa ngăn lũ thông minh, hoạt động dựa trên nguyên lý cân bằng thủy lực. Hệ thống này không cần điện và có thể tự động đóng mở, đảm bảo an toàn cho các khu vực đô thị. Bê tông tốc mít hoạt động như một miếng bọt biển khổng lồ, có khả năng hút nước nhanh chóng. Cấu tạo của bê tông bao gồm lớp trên cùng thấm nước, lớp giữa chứa nước và lớp dưới kết nối với hệ thống thoát nước. Nhờ đó, các khu vực lát bê tông tốc mít sẽ không còn tình trạng ngập úng, giảm thiểu nguy cơ ngập lụt cho đô thị. Lý tưởng đấy là kiểu như là nó sẽ bền chắc hơn này, bằng thép hay là bằng sắt gắn thẳng vào một thứ gì đó cứng cứng ngớt để giữ lại căn nhà để nó không bị đổ đi, với cả là một cái kho đựng lương thực phòng khi lũ lụt mình không có đồ ăn hay là đồ thiết yếu, thuốc thang nữa. Khi có lũ lụt đến thì nó kiểu như là nó sẽ bật chế độ cứu hộ lên ấy. Thế phát minh ấy, nhà mà khi phát hiện sạt lở đất thì nó sẽ bay ra chỗ an toàn, mình nghĩ là nó sẽ có khả thi. Tôi nghĩ là ngôi nhà này sẽ được giữ vững chắc ở trên mặt đất, được làm từ kim loại titan. Khi phát hiện sạt lở đất thì nó sẽ phát ra tín hiệu cho người khác để đến cứu trợ. Sạt lở đất nó sẽ không bị làm sao hết, sẽ có đường dẫn oxy ra bên ngoài. Đợi đất nó đi thì ngôi nhà sẽ quay trở lại bình thường. Có thể đi quan sát hoặc là hỏi những người xung quanh là những ai đang cần cứu giúp thì mình sẽ nghiên cứu là những cái đồ ăn nào mà mang đến phù hợp nhất cho mọi người. Lúc mà gửi thì có thể mang theo thêm tủ lạnh hoặc là tủ đông bằng pin, bằng ánh sáng mặt trời để cho giữ
đồ ăn có thể để lâu hơn được. Chọn những cái đồ mà kiểu họ vừa mới sản xuất và hạn thì có thể lâu dài để có thể đảm bảo được là đưa đồ cho người dân thì có thể ăn một cách an toàn. Và mình sẽ mua một lượng vừa phải chứ không mua quá nhiều. Mua nhiều nhiều một chút để mình cũng sử dụng trong thời gian cứu trợ. Như thế thì nó sẽ hạn chế được việc lãng phí đồ ăn. Mấy cái đồ ăn mà bị lãng phí hoặc là bị hết hạn sử dụng, mình có thể giúp cho việc trồng trọt để phân bón những cái đồ ăn đấy cho cây nó tốt hơn. Đồ ăn đấy thành những cái quần áo hay là mấy cái món như thuyền để cho mọi người đi, một cái áo khoác và áo phao. Trước khó khăn chung của đồng bào miền Bắc, tinh thần tương thân tương ái của học sinh cả nước đã được khơi dậy. Mỗi đóng góp nhỏ bé đều góp phần lớn vào công cuộc khắc phục hậu quả thiên tai. Một hành động nhỏ có thể tạo nên những điều ấm áp. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe một câu chuyện như thế về sự chia sẻ và lòng nhân ái của các bạn học sinh đại diện lớp 7 Rome đến từ The Dewey Schools. Xin chào Minh Quân và Khánh Linh. Nói về cái hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ thì các bạn đã lên kế hoạch và tổ chức cái hoạt động này như thế nào? Thì trên nhóm lớp có một bạn là sẽ chuyên đi phân phát thông tin của nhà trường. Thì trước đấy thì các bạn đấy đã nói cho tất cả bọn mình và bọn mình đã biết trước và đã chuẩn bị tiền tiết kiệm của mình từ trước. Các mẹ trên nhóm cũng đã nói rõ ràng là sẽ không được xin thêm tiền của các bố mẹ và chỉ được dùng tiền tiết kiệm của mình thôi. Và lúc mang đến lớp thì có bạn thì mang tiền tiết kiệm ít thôi, tại vì là các bạn cũng không kiểu sợ ít tiền ấy. Còn cũng có bạn thì đã xin tiền của bố mẹ để quyên góp, thì chúng mình đã cùng trêu bạn đấy là bảo là như thế là không được và phải lấy tiền tiết kiệm của mình, thì bạn ấy cũng quên mất để tiền nhà rồi thì cũng thôi. Tổng số tiền mình quyên góp được là 5 triệu. Ngoài ra bọn mình cũng trích số tiền là 3 triệu từ hoạt động trung thu của lớp mình, và tổng số tiền mình quyên góp được là 8 triệu. Không biết là trong cái quá trình này thì mình có phải khó khăn hay không, và mình đã giải quyết cái khó khăn đấy như thế nào? Ngoài việc là có một bạn không mang tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ ra, thì rất là may mắn là tất cả mọi người trong lớp của em đều có chung hướng là cùng quyên góp để đi giúp đỡ mọi người. Vậy thì qua cái hoạt động này không biết là các bạn đã học được điều gì? Dạ, qua hoạt động này thì lớp em đã học được là phải biết đồng cảm và hào phóng, và cũng như giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cảm ơn hai bạn vì những chia sẻ chân thành vừa rồi, và chúc hai bạn sẽ tiếp tục giữ vững được cái tinh thần nhân ái của mình nhé.